trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Tài tử Ngọc Điệp mở đầu chương trình với bài ca Người Mẹ Việt Nam theo thể điệu Phụng Hoàng Lai Nghi 10 câu. Thank you.
Liên tục chương trình, tài tử Ngọc Hải ca 34 câu phú lục chấn với bài ca Bá Nha Hồ Ngộ Tử Kỳ. Khi tôi vào đây để cuối sinh, thưa ngài cho tôi phân tường bài đơn vừa phát vào, ấy là bài đức tánh tang tiết thầy nhang. Cả tích nhang hồi ngày mang táo dương tương tưởng mến như xương, lưu đắc danh hiền thì giảng cổ đương. Thanh bạch ngàn khoảng để danh thơm mà một bầu nước với chỗ cơm. Thường thay mái tóc bạc như voi, điềm dĩ ngày đơn chưa hết bán, tớ đàn dội đất can lỡ giờ cần tiết tan. Lời thúc trong ai chốn nơi làm tiền mà gặp khắp tài ba, ấy nghe môi đang bật dầm chân vì tôi trở nên nghĩ ngại xuống thuyền cho gặp mấy gỡ hầu la
Mời quý thính giả cùng nghe tài tử Hồng Nhung trình bày 21 câu long ngâm có nhan đề Bến Xuân. Xuân ơi, xuân có
theo chương trình, tài tử Hoài Tâm Điệt hát ba lớp tay thi với tựa đề Mùa Xuân Lịch Sử của tác giả Hoàng Thiện. Lời bác tuyên ngôn còn vang mãi đến muôn đời, thế giới năm châu cùng phải mình đi nghe đến thời gian của bác còn những mình. Hội cao đẹp tay mùa xuân lịch sử của Đảng Cộng sản quang vinh ánh lên rực rỡ. Sông mình nhanh chóng tiến lên, sánh vai cùng bè bạn khắp năm châu, nước Việt Nam đã vươn mình thẳng tới, xây dựng xã hội chủ nghĩa mạnh giàu, một chân trời mới đã được mở ra, toàn dân háo hức một lòng đón đợi. Đất nước mình mãi được nở hoa, khắc ghi công lao trời biển của Bác Hồ, quân dân hăng say làm theo lời Bác dạy, kế hoạch của Đảng Vĩnh Long sẽ tiến nhanh hoàn thành, tiếp bước cha ông quân dân dùng sức một lòng góp công giữ biển giữ trời cho non nước được bình an. Hội cao đẹp thay mùa xuân lịch sử của Đảng Cộng sản quang vinh của Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, vui xuân nhớ công ơn Đảng Bác Hồ vĩ đại, Vĩnh Long nguyện theo Đảng làm theo lời Bác dạy, kế hoạch của Đảng Vĩnh Long sẽ quyết tâm hoàn thành. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức thể điệu Song Phi Hồ Điệp, Đôi Bướm Mơ Xuân, tác giả Mười Phú, sẽ do tài tử Phương Quanh trình bày. Trời chiều
sai thoa thích. Liên tục chương trình là thể điệu Nam Ai 16 câu quê hương đượm khúc Nam Ai do tài tử Thu Hương trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn làm con ruột gánh gánh chiều. Cuộc sanh ly ba vạn sáu ngàn người quân trông theo, trông ơn mẹ cha như biển trời cao cả. Làm kẻ hiếu trung tâm hương lành soi chung, ở nơi đây ta muôn diệu vời, đời diễn du biển biệt khôn cùng, hẹn nhau trong thành tương phùng giọt mừng giọt sương sương. Kiếp tha hương trăm ngàn nỗi nhớ, miền quê cũ đầy ắp yêu thương, đời mẹ thoát dễ kiếp người còn bao nhiêu. Chẳng nhủ ai nay còn quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.